Chào các bạn, nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi giải bài tập 47. Đề bài yêu cầu chúng ta tính. Và các bạn quan sát ở đây là các phép tính ở đây đều là phép tính trừ đúng không ạ? Trừ hai số nguyên. Vậy chúng ta có quy tắc trừ hai số nguyên như thế nào? Các bạn dở lại cho cô sách giáo khoa trang 81, phần đóng khung, chữ in nghiêng đấy ạ. Muốn trừ số nguyên A cho số nguyên B, ta cộng A với số đối của B. Đây, A trừ B thì sẽ bằng A cộng với âm B đúng chưa? Trong đó âm B thì là số đối của B rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vận dụng quy tắc này để đi giải bài tập số 47. Đầu tiên là phép tính thứ nhất. 2 trừ đi 7. Để vận dụng quy tắc thì sẽ thành là 2 cộng với số đối của 7 là cộng với âm 7. Và chúng ta thực hiện cộng hai số nguyên âm cộng hai số nguyên khác dấu đúng không ạ? Là lấy hiệu hai giá trị tuyệt đối, lấy số lớn trừ số bé, nghĩa là lấy 7 này trừ đi 2 đúng không ạ? Rồi đặt trước kết quả dấu của số lớn hơn là đặt trước dấu trừ đúng chưa? Bởi vì âm 7 ở đây có giá trị tuyệt đối lớn hơn mà. Vậy từ đây chúng ta có kết quả là bằng âm 5. Đấy, 7 trừ 2 bằng 5. Rồi phép tính tiếp theo là 1 trừ đi âm 2, chúng ta biến đổi thành phép cộng, thành 1 cộng với số đối của âm 2, nghĩa là cộng với 2 đúng không ạ? Và thực hiện như hai số nguyên dương đúng không ạ? 1 cộng 2 bằng 3. Âm 3 trừ đi 4 thì bằng âm 3. Đấy, số bị trừ chúng ta luôn luôn giữ nguyên nhé. Biến đổi thành phép cộng này, cộng với số đối của 4, nghĩa là cộng với âm 4 đúng không ạ? Rồi đây là phép cộng hai số nguyên âm. Vậy quy tắc cộng là cộng hai giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối của âm 3 là bằng 3, giá trị tuyệt đối của âm 4 là bằng 4. Chúng ta cộng hai giá trị tuyệt đối này vào với nhau, rồi đặt trước kết quả dấu trừ và các bạn được âm 7 đúng chưa? Phép tính cuối cùng này, âm 3 trừ đi âm 4. Chúng ta cũng biến đổi thành phép cộng, thành là âm 3 cộng với số đối của âm 4, nghĩa là cộng với 4 đúng chưa? Và đây là cộng hai số nguyên khác dấu thì lấy giá trị tuyệt đối lớn hơn là lấy 4 này, trừ đi giá trị tuyệt đối bé hơn là trừ đi 3. Và đặt trước kết quả dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì ở đây 4 là số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Nên là phép tính này sẽ mang dấu dương đúng không ạ? Dấu cộng, vậy thì chúng ta không cần đặt dấu cộng cũng được. Và chúng ta được kết quả là 4 trừ 3 bằng 1. Thế vậy là cô và các bạn vừa giải xong bài tập 47 rồi. Cô cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.